Xin chào các bạn, quay trở lại với YouTube của mình. Các bạn nữ xem kênh của mình chắc hẳn cũng biết tới chân hoa Kilian Gumbel hay gọi là rắn trắng, một trong những chân hoa rất nổi tiếng và có thể nói là best seller của Kilian tại Việt Nam luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chân hoa nó có một cái DNA, một cái mùi rất giống với Kilian Gumbel nhưng mà với một cái giá rẻ hơn khoảng tầm hơn một nửa, mà mình cảm thấy rằng là mùi của nó còn hay ho, còn hấp dẫn hơn. Và ngồi yên đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là mùi hương nào. À, được. Trước khi vào video ấy thì các ông hãy để ý rằng là nơi mua tôi sẽ để link ở phía dưới nếu như những chai nào có. Còn về cái việc là có bán hay không thì là không luôn nha. À, nơi mua thì để dưới nhá. Đó, tóm tắt nhau, bắt đầu. Và chai nước hoa mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay đó chính là Queen of Sheba của nhà Atta Collection. Và chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái phần ngoại hình nhá. Như các bạn có thể thấy rằng là nó có một cái thiết kế trông nhìn phát là biết đến từ những cái nhà nước hoa đến từ Trung Đông hay đến từ Ả Rập rồi. Và ở đây thì có những cái hoa văn trông rất là đẹp, và ở giữa thì có chữ biểu tượng là chữ A, và dưới là dưới tên này, dưới Queen of Sheba này. Và đây là một trang 100ml, và cái thiết kế đầu trang được làm cái phần hơi kiểu nhọn nhọn giống những cái gọi là cái nóc của những cái tòa nhà ở Ả Rập hay là ở kiểu Ấn Độ ấy, trông rất là đẹp đúng không? Phải nói thiết kế này thì mình thấy là những cái nhà Trung Đông họ làm về cái thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ là ấn tượng luôn. Và cái vòi xịt của chai hoa này thì cũng rất là tốt. Đây. Đấy, xịt rất là sướng tay luôn. Về phần mùi hương của chai hoa này thì nó thật là từ hôm mình cầm về đến giờ mình xịt rất là nhiều lần và mình luôn luôn muốn ngửi cái mùi hương này ở trên tay. Mở đầu nó có một cái vai kiểu fruity rất là giống với chai nước hoa Kilian Gumbel, một mùi kiểu hoa mộc nhưng mà nó tạo ra một cái hương kiểu đào hơi trà trà đi. Nhưng mà ở chai nước hoa Queen of Sheba này thì khi các bạn xịt ra, các bạn thấy ngoài cái vai fruity ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái nét của thuốc lá tươi. Cái thuốc lá tươi ở đây thì ngoài cái nét tươi và hơi xanh nhẹ ra, các bạn nhận thấy một cái mùi nó hơi kiểu chua chua. Ừ, nó hơi kiểu chua, và cái vai hơi kiểu làm kiểu cặn giống trà ấy của nốt hương hoa mộc. Hoa mộc thì ngoài cái tạo ra cái nét mơ đào, nó sẽ tạo ra cái vai hơi trà trà nữa, nó hơi kiểu cấn cấn một tí. Thì ở đây cái nét cấn đấy nó lên cực kỳ rõ, nó quyện với mùi thuốc lá. Và mình thấy cái top mốt này nó cực kỳ hay, nó khác bọt hoàn toàn so với chân hoa Kilian Gumbel. Mặc dù là tí nữa dry down về sau thì nó sẽ có cái điểm cái vai giống, nhưng mà với cái top mốt này thì mình thấy rằng là nó có một cái điểm nhấn hay hơn, chứ nó không kiểu đơn thuần mà nó có cái kiểu hiền lành như là ở Kilian Gumbel. Mùi hương của Queen of Sheba này thì sau khoảng tầm 1 tiếng khi ở trên da thì các bạn nhận thấy là cái vai thuốc lá nó sẽ dần dần nó biến mất, và cái mùi hương nó có độ biến chuyển. Và lúc này thì mùi hương của Queen of Sheba nó bắt đầu càng ngày càng giống với chai nước hoa Kilian Gumbel. Nếu như các bạn không phải là một người quá tinh mũi và để ý, nhưng mà nếu như có hai chai nước hoa ở trên tay Kilian và chai của Atta này thì các bạn sẽ sao bé sai hai mùi, các bạn sẽ thấy là mùi hương của Queen of Sheba này nó thứ nhất là nó sẽ tối hơn, nó có một cái nét gì đó nó nhiều fruity hơn, cái vai đào mơ của hoa mộc ấy thì nó xuất hiện fruity rõ hơn, nó có vẻ hơi cấn hơn nhiều hơn so với chai nước hoa Kilian Gumbel. Và ở Kilian Gumbel thì mình thấy là mùi của nó có phần kiểu nó xuất hiện hoa trắng này, và nó nhiều hoa trắng hơn này, và nó cảm giác nó sáng hơn và nó có phần mỏng manh hơn. Ở đây thì nó làm mình liên tưởng tới những cái bạn nữ, ok, những bạn nữ kiểu không phải là cái kiểu như kiểu Kilian mình nói là một cái cô kiểu tập hư, những cái cô kiểu không biết gì, có thể là kiểu sau 12 năm đi học thì em là học sinh giỏi, kiểu 12 năm em là học sinh giỏi cấp quốc gia. Và bây giờ thì sau một cái cuộc tình thất bại với một anh người yêu, bị cô người anh ấy cắm sừng, thì em không ai quyết tâm lên ba và em sẽ buông thả bản thân. Thì những cái cô gái đấy là cái những cái cô gái kiểu có một sự thay đổi kiểu quay ngoắt 180 độ. Đấy, thì mùi hương với mình ở Kilian Gumbel thì nó không có một cái gọi là giống với cái tên. Ở cuộc sống ngoài đời ấy, thì cũng không có ai có thể kiểu hư kiểu quay ngoắt 180 độ đấy cả. Mà có hư thì cũng chỉ là cái kiểu hư so với những cái gì mình trước đây là hư hơn, và so với những cái gì mà mình đã từng có trước đây. Còn ở cô gái này thì mình thấy rằng là cô gái ấy không phải là một cái người mà kiểu
ngoan hẳn, chỉ là cô ấy chưa được tiếp xúc và cô ấy có thể nhanh nhẹn hơn, cô ấy có thể gọi là nhạy bén hơn với những cái điều mà thú vị, những cái điều hấp dẫn ở ngoài kia, và cảm giác là cô này sẽ có một cái gì đó hấp dẫn và nó có một cái độ kiểu cuốn hút nhiều hơn so với Killian, đúng không bác? Và mỗi lần mình ngửi chân hoa của Killian ấy thì mình có cảm giác kiểu nó không tới những cái cô gái đấy, nó không có sự hấp dẫn, nó chỉ đơn giản là một cái mùi thơm sang trọng và nó không có sự quyến rũ như cái tên mà người ta đặt. Còn ở chân hoa này với một cái top note ngửi kiểu có phần gì đó rất là nam tính, rất là kiểu gọi là gần gũi với đàn ông, tại vì cái vai thuốc lá mà nó có một cái phần nào đó làm cho người đàn ông trở nên quen thuộc và muốn tiến gần. Và khi dry down nó lại lên cái mùi fruity, cái mùi hoa mộc đấy, thì nó lại làm cho mình kiểu cảm giác đây là một người con gái rất là nữ tính, nhưng mà người con gái này không đơn thuần. Kiểu nếu như anh em có nói đó là mùi của những cô gái kiểu hư ngầm ấy đó. Mùi hương của Queen of Sheba này thì nó lưu rất tốt ở trên da, có thể là nó tốt ngang thậm chí là hơn so với Killian của ông bác. Khi mà mình xịt từ khoảng tầm mình đi tập về tầm 3:30-4 giờ mình xịt, và đến tối mình đi làm về mình vẫn ngửi thấy nó ở trên tay. Tất nhiên là về sau, càng về sau thì mùi hương nó sẽ chỉ thành kiểu skin scent thôi, không thể nào là sau 6 tiếng nó vẫn có thể tỏa nghi ngút được. Nhưng mà mình nhớ khoảng tầm 3 tiếng sau khi xịt mà mình có ngồi trên cái phòng trực ấy, thì người ta đi vào phát là người ta bảo ui thơm ấy, anh Kiên thơm ấy, đúng là đều nước hoa, nhưng mà đây là mùi nữ. Thế các bạn biết rằng là độ bám tỏa nó tốt, nhà mình nghĩ là mùi hương này nó mới tỏa tầm một cánh tay trở ra khi mà tầm 2-3 tiếng xịt. Vậy thì so nào với Killian của ông bác thì chai nước hoa này có đáng mua hay không? Thứ nhất là về giá thì chắc chắn em này giành chiến thắng. Về độ bám tỏa thì có thể nói là ngang phêu nhau, và em này thậm chí là tỏa hương còn tốt hơn. Như vậy đã có 2 điểm rồi. Còn lại về phần mùi hương và phong cách, đúng không? Thì với mình Queen of Sheba nó có cái top note hay ho hơn, và nó có một cái gì đấy kiểu neat hơn so với Killian của ông bác. Mặc dù Killian của ông bác là một chai nước hoa neat này, giá đắt đỏ hơn. Em này thì mình cảm giác là một cái sự chuyển biến, các bạn nhận thấy một cách rõ rệt hơn. Và nếu như để từ một cô gái ngoan trở thành một cô gái hư thì đây mới là mùi hương nó làm mình liên tưởng đến hình ảnh như vậy. Còn về phong cách thì nếu như bạn nào thích một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự đơn giản và cái top note nó phải kiểu ăn tiền ngay, nó phải nữ tính ngay, người phát là biết nữ, thì các bạn hãy mua Killian của ông bác. Còn với những bạn nữ nào mà thích những cái mùi hương nó thu hút hơn, nó kiểu tạo cái sự kiểu khiến người khác muốn khám phá, nó bí ẩn hơn, thì đây mình nghĩ là với top note này các bạn chỉ cần xịt một cái và các bạn đi gặp anh ấy, họ là kiểu hẹn nhau một nơi nào đấy mà khi mà người ta đến thì các bạn hãy đi vào và xịt mùi hương này. Mình đảm bảo rằng là nếu như ngồi nói chuyện với nhau trong thời gian tầm nửa tiếng đến một tiếng thì anh ta sẽ rất tò mò về mùi hương của bạn. Tại vì với top note và với cái khoảng tầm giữa thì hai cái mùi nó khá là khác nhau. Nên là nếu như bạn nữ nào thích một cái sự hay ho hơn này, một cái sự phiên bản nâng cấp, một cái điểm nhấn như kiểu là những cái biểu đồ về cái nhịp tim ấy, thì các bạn hãy mua chai nước hoa này. Đấy, đấy là biểu đồ của các anh khi mà gửi cái mùi hương này. Còn nếu như mà các bạn thích một cái sự bằng phẳng, tĩnh lặng, một cái sự mà của những cái cô gái ngoan thích, thì hãy mua Killian của ông bác. Còn đây thì với một cái giá rẻ hơn này, mùi hương ngon hơn, bán quả tốt hơn, hay ho hơn, tại sao lại không mua chai nước hoa này? Tất nhiên đó là chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình sau khi mình dùng qua 2 mùi hương của Killian cũng như là của Atta Collection này thôi. Nếu như bạn nào đã sử dụng qua 2 mùi hương này rồi thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết và có thêm nhiều nguồn thông tin hơn để có thể đưa ra quyết định là mua chai nước hoa nào. Và thấy video hay đừng quên việc like, share và ấn vào nút chung đăng ký theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.